cuộc sống của những gia đình trẻ sẽ dễ dàng hơn khi mà sở hữu một căn hộ. Đối diện của nó là trường mầm non Hoa Tân Nhã. Tuyệt vời đúng không ạ? Thì những bạn trẻ muốn có một cái nhà mà kế bên ngôi nhà chúng ta là trường mầm non luôn, thì hãy nhanh tay vui lòng liên hệ với kênh Căn Hộ Bình Dương qua số điện thoại 0916 470 880. Và hôm nay Giang sẽ chia sẻ với anh chị một cái dự án khu nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp với tên thương mại là New La Vida, tọa lạc tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Từ vị trí của chúng ta dễ dàng kết nối đến những cái trung tâm thương mại giống như trung thương mại Vincom nè, chỉ 5 phút thôi. Trung tâm thương mại Anmon chỉ khoảng 10 phút. Và khu công nghiệp V-Ship 1 chỉ 10 phút thôi. Rất là thuận tiện để chúng ta dễ dàng đến những nơi trung tâm thương mại lớn của thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An. Tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, nếu anh chị nào quan tâm đến dự án này bên tay phải của Giang đây, thì hãy liên hệ ngay với Giang. Và Giang sẽ chia sẻ một vài thông tin về dự án. Như cái bảng hiệu chị thấy ha, đó, dự án của chúng ta có cái hồ bơi nè, rồi sân thể dục thể thao đa năng nè, rồi thậm chí đối diện ngay trong lòng dự án của chúng ta sẽ có một cái nhà giữ trẻ riêng biệt của chung cư của chúng ta luôn. Chưa hết ha, dự án của chúng ta được phát triển bởi một chủ đầu tư khá là uy tín, đó là tập đoàn Lê Phong, và đơn vị xây dựng của chúng ta đó là CBM anh chị các bạn nhé. Và sau này dự án chúng ta sẽ được quản lý vận hành bởi tập đoàn Anabuki đến từ Nhật Bản. Và cái điều đặc biệt hơn hết là dự án chúng ta được bên phía ngân hàng nhà nước, ngân hàng xã hội, chính sách xã hội á, sẽ hỗ trợ cho chúng ta vay lên tới 80% giá trị bất động sản chúng ta sở hữu. Thì đối với những anh chị đang là công nhân, đang làm việc tại những khu công nghiệp quanh đây, chỉ với tài chính 200 triệu, chỉ với nguồn tài chính 200 triệu, anh chị có thể dễ dàng sở hữu ngay cho mình một căn nhà để cho chúng ta có một nơi sống tốt hơn, tiện nghi hơn và thoải mái hơn anh chị khách hàng nhé. Hãy liên hệ ngay với kênh Căn Hộ Bình Dương để được tư vấn trực tiếp. Hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại chung cư New La Vida. Xin chào anh chị khách hàng.